Ngươi không bao giờ đánh bại được Thiên Chúa đâu. Ngày ấy là chí tôn. Câm mồm cho ta. Phàm phu tục tử các ngươi làm sao đủ tuổi để tranh luận với ta? Được rồi, ta vào trong nghỉ một chút, lát ta sẽ xé xác ngươi. Đứng lại. Hả? Đứng lại. Ngươi chưa chết à? Ngươi quá khinh thường sức mạnh của Thiên Chúa rồi đó. Xin Chúa Trời trên cao, hãy cho con năng lượng, hãy ban cho con sức mạnh để trừng phạt thứ ác quỷ dơ bẩn này. Cái quái quỷ gì vậy? Cái thánh giá đó. Không thể nào, không thể nào. Người chỉ là người trần mắt thịt thôi mà. Đối với những người bình thường, nó chỉ là một cây sắt mà thôi. Nhưng đối với ác quỷ như ngươi, nó là một sự trừng phạt.